Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái trải nghiệm xe cái xe Nhadia V002 này các bạn. Thì sau 8.000 km thì nó xuất hiện những cái hư hỏng gì. Thì mình chia sẻ với các bạn một chia sẻ cái thực tế các bạn ha. Tại vì nói chung là chia sẻ đến chi các bạn. Để cho các bạn thứ nhất là các bạn để các bạn có cách xử lý tốt nhất và cách phòng ngừa. Thì cái xe này nè, mình để mình cho các bạn xem cái odo chạy được bao nhiêu các bạn ha. Đây, để mình mở cái hơn 8.000 km rồi các bạn. 8.002 km. Thì các bạn nhìn thấy không ta? À đây đây. Rồi, thì nó đã chạy được 8.000 km rồi các bạn. Thì các bạn biết sao không? Cái xe này này, thì sau khi chạy được 8.000 thì mình thấy nó có những cái hư hỏng á. Mình thì thứ nhất là gì các bạn? Thứ nhất là cái chén cổ. Thì ở đây nè các bạn, thứ nhất là chén cổ các bạn ha. Thì đây nó có hai cái chén cổ trên, chén cổ dưới. Nó hư cái dưới các bạn. Chút xíu mình xử lý cho các bạn xem thì cái cách xử lý nó như thế nào ha. Đó, thì trong vòng 8.000 km thì nó đã hư cái chén cổ rồi. Thì cách hư nó như thế nào chút xíu mình nói cụ thể ha. Rồi, thứ nhất là chén cổ nha các bạn. Rồi, thì cái nguyên nhân mà chén cổ nó hư là do cái bình nó đặt cái vị trí này nó quá sát, nó ngay cái vị trí của chén cổ nó ghì cái đầu xuống các bạn, khá là nặng. Thì khi các bạn chạy nó cái đầu nó ghì xuống khá là nặng thì nó ép lên chén cổ. Thì trong vòng 8.000 km thì nó đã hư rồi các bạn. Thì nó hư là hư cái hư cái biểu hiện nó như thế nào thì mình nói luôn các bạn ha. Thì đó là cái hư là khi các bạn chạy thẳng, cho bạn chạy thẳng hoài thì nó nhiều cái bẻ lái rất là khó ha. Bẻ lái rất là nó ghì ngay thẳng hoài ngay giữa nó không. Mỗi lần mình bẻ lái trái qua phải, trái qua phải rất là khó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn. Cái thứ hai là cái biểu hiện của mình. Tại các bạn biết sao cái bình này nè. Khi mình mới mua là mình chạy được khoảng 95 km các bạn ha. Mình chạy một cách thông thường, mình chạy một mình đó các bạn, mình chạy một cách thông thường. Mình chạy vận tốc khoảng chừng 40-50. Thì khoảng được 90-95 km là nó hết bình. Nhưng mà sau 8.000 km thì nó giảm xuống. Thì nó giảm xuống, hiện giờ mình chạy các bạn, mình chạy còn khoảng đường chưa tới 80 km. Thì chưa tới 80 km là nó đã hết bình rồi các bạn ơi. Thì trong cái thời gian mà 6 tháng mà chạy khoảng 8.000 km mà nó tuột vậy là khá là ok đó các bạn. Nói chung là tốt lắm rồi đó. Thì các bạn biết sao, nó tuột còn nhiều hơn nếu mà các bạn sạc một cách thông thường á. Sạc mà liên tục 10 tiếng nó tuột còn nhiều hơn, tuột rất là khủng khiếp các bạn ha. Tại vì mình nhờ một cái thiết bị để mà chia thời gian nhỏ ra các bạn ha. Tại vì mình sạc liên tục 10 tiếng á, cái bình nó khá là nóng các bạn. Nó rất là nguy hiểm các bạn ha. Nó rất là nguy hiểm, mình chia nhỏ ra để chia các bạn. Cái mục đích mình đừng bao giờ để cho nó nóng lên các bạn ơi, đừng cho nó nóng lên. Thì cái bình này thì nó sạc là 10 tiếng. Thì bây giờ mình có cái thiết bị để nó hỗ trợ mình các bạn. Một cái thiết bị. Thì giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thiết bị này nó chia thời gian ra. Mình khỏi mất công mình canh đó các bạn. Mình canh nó mất thời giờ lắm. Đó, thì đây là một cái thiết bị mà mình khi mà có xe điện mình hay sử dụng cái loại này nè các bạn. Ok, thì bây giờ mình cho các bạn xem ha. Đây là một cái thiết bị để mình khi mà sạc, khi các bạn xài sử dụng xe điện á, thì các bạn mình khuyên các bạn nên mua một cái đây là một cái thiết bị hàng giờ các bạn ha. Thì nói chung là nó rất là tiện lợi các bạn. Nói chung là khi mà các bạn nhà và có xe điện hay là bất cứ đồ điện nào, các bạn nên xài cái này. Tại vì nó có rất là nhiều chức năng các bạn. Là dùng cho các bạn xem cái này nè, khi mà các bạn sạc 5 tiếng rồi ngưng 2 tiếng. Rồi sau đó sạc tiếp 5 tiếng nữa thì cái này nó hỗ trợ bằng rất là hay các bạn ha. Tại vì các bạn sao cái này nó có những cái muối rồi các bạn. Khi bình thường các bạn mua nó nằm sát dưới nè. Thì khi các bạn cắm sạc cho nó quay hoài à. Mình muốn nó quay liên tục các bạn ha, nó sạc liên tục. Nhưng mà mình muốn sạc 5 tiếng. Đây nè các bạn, sạc 5 tiếng. Và nó ngưng 2 tiếng. Cho nó ngưng mình kéo cái muối lên nè các bạn. Nó cũng đơn giản lắm, các bạn nhìn thấy không ta? Đây nè, mình kéo lên này các bạn. Muối là khoảng nửa tiếng, mình kéo 4 muối là nó là 2 tiếng ha. Thì đó, khi mà cái mũi tên này các bạn đặt ngay cái vị trí mà mình khởi động, mỗi lần mình sạc mình quay cái này nó nằm ngay cái vị trí này nè. Khi nó sạc đủ 5 tiếng nó ngừng 2 tiếng nè các bạn, cái đầu nó quay tiếp. Nó khá đơn giản. Nói chung là cái này là khi các bạn muốn ngưng chỗ nào các bạn kéo lên ha. Nó quay 5 tiếng nó ngừng 2 tiếng.
Thì lúc trước mình có làm cái một cái video về nói về cái này đó, các bạn bật có mình bật mở lên xem lại ha, tại nó sẽ cụ thể hơn. Thì mình giải thích này nếu khá mất thời gian thì mình nói sơ sơ các bạn ha. Thì nói chung là khi mà các bạn có một cái thiết bị này rồi thì sạc bình, sạc cái bình tại cái vào cũng như sao, cái bình này sạc mà sạc cắm 10 tiếng 10 tiếng mà nó mau xuống, nó tuột áp rất là nhanh các bạn ơi. Thì mới đầu mình mua cái xe mới mua về á, các bạn chạy được khoảng chừng 95 cây số á. Nhưng mà khi 8.000 cây số rồi, khi quan chạy được 8.000 cây số rồi, nó không còn 95 đâu, nó còn chừng 60 à. Nhưng mà xe này hiện giờ mình chạy được khoảng 80 km. Thì sau 8.000 nó tuột vậy là khá là ok đấy các bạn. Cái bình này tại vì lúc mình mua cái xe này mua đầu tiên mà mua hồi tháng 6 á, thì cái đợt này nó ra cái bình da đia. Cái bình da đia này là nó là 26 ampere các bạn ha. Nhưng mà sau này nó sẽ nâng lên là như là 38 á. Thì sau này cái bình nó sẽ ok hơn, cái bình nó sẽ mạnh hơn cái bình này. Bình này đợt đầu nó hơi dở đây này bạn. Đây, lúc mình mua nó chùm này phiếu xuất xưởng nè các bạn. Thì nó ghi ở đây là chỉ có cái phiếu xuất xưởng này là nó cho mình cái bình là 26 ampere nè, các bạn nhìn thấy không ta? Đó. Bình là bình chì axit, bình này bình da đia này là nó sử dụng cái vật liệu là graphene á. Tại vì các bạn sao trên thị trường có hai loại bình là tốt nhất và mắc nhất nha các bạn. Thứ nhất là bình da đia, thứ hai là chiêu quy các bạn. Hai cái loại bình này là nó khá là mắc tiền ha. Thì mình mua lúc đầu thì nó có 26 ampe thôi, các bạn nhìn thấy không ta? 26 ampe nè. Thì sau này nó nâng lên là 38 ampe, thì cái quãng đường đi được trên 130 km. Khá là ok các bạn. Bình này lúc đầu mình chạy được 95 km thôi. Nhưng mà sau này nó tụt xuống giờ còn có chừng 80 à, chưa tới 80. Thì trên thị trường nè các bạn, trên thị trường nó có hai cái loại sạc. Sạc này là các bạn vô nó hẹn các bạn đúng là 8 tiếng là nó tắt, hoặc là 10 tiếng nó tắt các bạn ha, nó tắt luôn. Còn cái thằng này là các bạn nó khá là hay, nó quay liên tục sạc hoài à. Các bạn muốn ngưng chỗ nào á thì các bạn kéo cái muối lên thôi. Đó. Thì mấy cái video trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi, các bạn coi lại đi ha, tại vì nó cái này nó hơi chi tiết. Rồi ok. Thì sẵn tiện mình nói luôn cái bình và mình nói luôn cái vỏ xe các bạn ha. Cái vỏ xe này nó liên quan tới cái bình đấy các bạn, phải bơm hơi như thế nào các bạn ha. Để cho cái bình này nó đi được xa hơn đó các bạn, thì các bạn nên bơm vỏ xe ha. Tại vì các bạn biết sao, xe điện này nè, cái bơm hơi vỏ xe nó rất là quan trọng nha các bạn. Tại vì cái vỏ xe này, cái xe này nó nặng tới 140 kg luôn, nó nặng hơn chiếc áp thắt luôn các bạn, áp thắt áp thắt mót á. Thì nó nặng như vậy á, thì các bạn không thể nào bơm mà 1,8 đâu, 1,8 2 kg là không được đâu. Các bạn bơm vậy là bạn chạy chút xíu là hết bình nè. Thông thường mình bơm cái này nè các bạn, thì mình bơm khoảng 2,5 kg luôn ha. Bên trước 2,5 kg, bên sau cũng 2,5 kg luôn. Thì mình bơm vậy nó mới gánh được cái sức nặng của cái xe này các bạn ha. Thì mình chạy được cái quãng đường đó, nó sẽ xa hơn. Thì các bạn biết sao, cái vỏ xe này nè, cứ một tuần là mình phải bơm lần nha các bạn. Các bạn bơm 2,5 kg ha. Thì một tuần nó sẽ tuột xuống, nó tuột xuống khoảng mất khoảng nửa ký thì mình sẽ bơm lại, cứ một tuần bơm lần như vậy bạn. Thì mình cho các bạn xem cái máy bơm, tại vì nhà mình lúc nào cũng có máy bơm này nè các bạn. Đây, khi mà mình có nhà có xe máy điện á, thì các bạn mình khuyên các bạn nên mua một cái máy bơm nha các bạn. Tại vì cái máy bơm này các bạn biết sao, nó là cái bơm gọi là bơm thông minh đó các bạn. Để mình tháo hình cho các bạn xem ha. À, đây là cái máy bơm này, gọi là máy bơm thông minh nha các bạn. Nó khi các bạn bơm đúng 2,5 kg là nó tự nhắc ha các bạn, nó tự nhắc. À, thì các bạn khi các bạn đút vô bơm thì các bạn khỏi cần canh gì chứ mệt. Đúng 2,5 kg là tự nó tắt ha. Các bạn có máy bơm này khỏi đem ra ngoài đường với bơm với mất không mất thời gian đó các bạn ơi. Đây này các bạn. Rồi. Thì cái máy này nè, nó vừa thông minh mà nó rất là hiện đại nha các bạn. Nó có đèn led này các bạn. Và nó có cái khi các bạn mình bơm khoảng 2 bánh xe là nó hết bình nè. Hết pin trong này nè các bạn. Mình lấy lộn hết pin. Sau khi mình sạc khoảng sau khi mình bơm 2 bánh xe thì nó sẽ hết pin và nó có chỗ sạc nè các bạn. Rồi sạc cho nó đầy, cái pin trong này nó khá là mạnh đó, nó sạc đầy. Rồi nó có thêm cái cổng này gọi là cổng, nó giống như cái này, nó vừa là máy bơm mà vừa là cái cục sạc dự phòng luôn á. Đây nè các bạn, khi mà mình nhất là có điện thoại mà mình đã hết pin, mình dọc đường mình lấy nó, mình làm cái cục dự phòng sạc dự phòng, nó sạc ngược vô vô cái đó.
nó cho mình cộng dây nè các bạn, nó sạc ngược vô cái điện thoại luôn. Nói chung là khi các bạn có xe máy điện hoặc là xe tay ga, các bạn nên sắm một cái máy bơm này các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem ha. Đây nè các bạn, nói chung là nó đây là màn hình điện tử các bạn ha. Nó hiện lên cho mình xem. Rồi khi mình đè 4 giây là nó bật lên đấy các bạn, đè 4 giây. Rồi mình bấm là nó bơm ha. Các bạn nghe không? Rồi mình tắt. Thì cái máy bơm này nó vừa là máy bơm mà nó vừa là một cái sạc dự phòng cho điện thoại luôn. Nói chung là nó khá hiện đại các bạn ha. Rồi thì sau khi mình hết pin trong đây, nó có pin trong đây nè các bạn. Khi mình xài hết rồi thì mình cắm vô mình sạc. Nó có dùng cục sạc của Samsung của mình sạc cho nó đầy. Thì mình mang theo đi dọc đường các bạn. Khi mà hết pin điện thoại mình vẫn sạc được ha. Rồi khi bánh xe mà nó hết hơi mình vẫn bơm. Nói chung là nó khá là đa năng các bạn ha. Đó. Nó cũng nhỏ gọn, nó nhỏ xíu xíu các bạn. Này bỏ túi được luôn các bạn, bỏ túi được luôn đó. Rồi đó. Thì mình xin chia sẻ cho bạn một cái máy bơm nhỏ gọn để các bạn mua để dành cho các bạn ha. Rồi, ok thì đây là một cái mình nói về cái vỏ xe các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái chén cổ. Thì cái xe này cái chén cổ các bạn sao? Thì cái là cái hư đầu tiên các bạn ha. Xe này nó ngộ lắm, nó hư đầu tiên là hư chén cổ. Thì cái biểu hiện hư nó là như thế nào các bạn? Biểu hiện hư đó là khi các bạn chạy thẳng hoài thì không sao ha. Khi các bạn bẻ lái bẻ trái bẻ phải á, nó gịch ngay thẳng hoài luôn. Nói chung các bạn bẻ lái rất là khó ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái dẫn ba này ra các bạn để mình chi các bạn. Để mình xử lý. Nói chung cái này bạn xử lý tại nhà đi, tại vì cái chén cổ này xử lý nó khá là đơn giản các bạn. Chứ còn đem ra tiệm, có nhiều tiệm nó thay, có nhiều tiệm nó không thay thì rất là phiền phức các bạn ha. Mình cứ làm tại nhà đi, giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem, nó cũng đơn giản lắm, không có gì khó đâu các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo ra các bạn ha. Cái thứ nhất là mình mà phải chêm cái này các bạn ha. Chêm cho nó cao cái bánh này là nó hỏng luôn các bạn ha. Để mà mình rút mình tháo cái bánh ra nó mình hạ xuống nó khá là dễ. Rồi cái thứ nhất là cái chiều cao này là 2 tấc là được các bạn. Mà kiếm cái ghế hay gì cả cao 2 tấc mình chêm vô. Rồi cho nó giữ lại ha. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nè các bạn. Còn để cái đầu đang đến gì các bạn? Để chút xíu mình hạ cái đầu này nè. Chút xíu mình tháo cái đầu ra mình hạ cho nó nằm xuống cái ghế ha. Không có cái đầu là không được nha các bạn. Không có cái đầu đây là bằng hạ đại xuống là nó dễ bị đứt dây lắm, nó căng dữ lắm các bạn. Rồi thì nói chung các bạn, cái khe này nó cũng khá là lớn, mình nhét cái ghế vô cũng rất là dễ các bạn. Đây nè, rồi xong rồi đó các bạn. Khi mà mình để cái ghế như nè, cho biết sao bạn phải để ghế nha, không để ghế là không được đâu. Rồi xong rồi mình hạ cái đầu xuống, nó nằm ở đây đó các bạn. Rồi thì dây nhỏ nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều hết các bạn ha. Đó, chứ mình hạ nó mình để đây là ok. Rồi thì bây giờ cái này nè các bạn, cái mặt nạ này, mặt nạ đen này nè các bạn tháo, nó có hai góc phía sau, hai góc hai bên này các bạn, mình làm dấu này bạn thấy không? Ở phía sau các bạn mở hai góc này ra, rồi mình đã mở rồi, bây giờ mình sẽ dứt cái này ra là xong rồi các bạn. Thì cái thai này bằng là mình khuyên các bạn lên làm tại nhà đi, nó đơn giản lắm. Thì dụng cụ thì cũng không có gì ghê gớm đâu các bạn, nó cũng đơn giản này. Đây dụng cụ cũng có gì là được rồi các bạn. Một cái búa các bạn ha, chỉ là một cái la. Cái la là 6 ly nè các bạn. Để chút mình nó có hai con tán lóc kê. Mình đục nó ra. Đây, dùng cái nói chung sắt cũng được mà, tại cái này inox. Cái này mới inox. Chút mình đục cái để mình đục hai con ốc ra. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có cái cù điếu nữa các bạn. Cái cù điếu này cù điếu 14 các bạn ha, chứ chưa 24. Rồi, vậy là mình đã làm được rồi. Các bạn nên có những cái dụng cụ này ha, tại vì các bạn biết sao. Cái chén cổ này nó hư thường lắm. Nó cứ cái trần trong vòng 5-2 năm là nó hư, 5-2 năm nó hư liên tục. Các bạn nên có những dụng cụ này để mình tháo ra, nó rất là dễ ha. Rồi giờ vậy là được rồi các bạn. Ok thì bây giờ mình tiến hành. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra cho các bạn xem ha. Hai góc này mình tháo rồi nè các bạn, hai góc hai bên này mình tháo rồi nè, chỉ cần hai góc thôi ha. Rồi. Đây đó, đây là con ốc cấy nè các bạn. Thì con ốc cấy này giờ mình sẽ mở nó ra, mình rút cái gỗ cổ nó ra các bạn. Nó cũng đơn giản các bạn ha. Rồi xong rồi mình tháo hai góc lóc kê như nè là mình tuột nó ra được rồi. Thì bây giờ mình tiến hành mình tháo ra mình cho các bạn xem ha. Rồi thì giờ mình xin nói thêm một xíu các bạn, cái chén cổ này nó hư thì cái chiều cứng của nó thì các bạn chạy, khi mà mình chạy các bạn chạy thẳng ngoài thì ok không có gì ha. Nhưng mà khi các bạn bẻ lái, bạn bẻ lại nó không được các bạn, nó giống như ghì ghì ngay giữa hoài à.
chạy như vậy khá là nguy hiểm rồi, mình bạn muốn tránh né một cái gì đó rất là khó ha, bẻ ra quay lại rất là khó, bạn chạy thẳng hoài thì không có vấn đề gì hết. Họ mới bẻ lái là giống như là giống như có ai ghi là gãy ai ghi là cho nó thẳng ta lái vậy, rất là khó, rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì đó là cái di chứng của cái chén cổ nó bị hư là do cái chén nó bị gỗ các bạn. Ví dụ như cái nó có 14 viên bi ha, thì trên cái chén nó có 14 cái lỗ á, cái viên bi nó nằm sụp vô đó đó. Khi mà mình bẻ lái là mình cho nó thoát khỏi cái lỗ đó, nó cứ ghi lại ngay lỗ đó hoài đó, mình không nó ghi lại. Đó là cái di chứng bệnh của nó ha. Thì mình sẽ táo ra mình cho các bạn xem và cách xử lý như thế nào các bạn ha. Rồi, mình đã tháo ốc cấy này ra rồi đấy các bạn, mình rút ra. Rồi, mình rút ốc cấy này, đây có ốc cấy của nó nè các bạn, để nó mình tháo rồi đấy các bạn. Rồi, bây giờ cái đầu mình rút ra được các bạn, cũng khá đơn giản ha. Đây nè các bạn. Hồi nãy mình nói các bạn để cái ghế này nè, để chiếu là giật cái này lên để cho nó đi. Cho nó nằm lên cái ghế các bạn. Rồi. Thì sau khi mình hạ cái đầu mình rút ra nó cũng khá là dễ mà nó nhẹ lắm. Rồi, giờ mình rút ra mình để lên cái ghế này rồi. Thì bây giờ mình tháo cái hai con ốc lốc kê nè các bạn. Rồi mình tháo ra mình rút ra được ha. Thì nó cái cách thay chén cổ nó cũng đơn giản, mình thấy không có gì khó đó các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao, mấy cái xe điện này các bạn đem cho tiệm á, nhiều tiệm nó không chịu làm được các bạn ha. Ok thì các bạn cứ làm đi, tại vì chén cổ này cứ thay rất là thường xuyên ha. Tại vì mình cứ chờ người ta hoài rất là phiền phức các bạn. Rồi thì bây giờ đợi trước khi tháo này ra thì các bạn tháo cái bánh ra các bạn ha. Rồi ok, các bạn tháo cái bánh này ra, giờ tháo cái con heo dầu đó các bạn. Đó thì tháo này thì này là bình thường, các bạn cứ tháo hoài các bạn biết ha, tháo cái bánh thì không có gì khó đâu. Rồi thì giờ mình tháo bánh, mình rút này ra cho mình cho các bạn xem. Rồi mình đã kéo cái chẵn ba rồi đó các bạn. Rồi cái dàn chẵn ba phục mình đã kéo hết rồi các bạn ha. Rồi thì mình đã tháo luôn cái chén cổ của nó nè các bạn. Thì cái chén cổ này thì mình cũng cho coi cái thông số luôn ha. Cái này chén cổ dưới đó các bạn. Cái chén cổ trên đó các bạn không cần thay đâu, tại vì chén cổ trên nó không có gì để hư các bạn ha. Tại vì cái chịu lực chính là cái chén cổ dưới đó. Thì thông thường mà mấy lần mình thay chén cổ thường mình thay cái dưới mà, ít là mình thay trên đó các bạn. Cái trên mình giữ nguyên, tại nó theo zin luôn các bạn. Nó khá là ok ha, mà còn không cần thay cái trên đâu. Thì mình cho các bạn biết cái thông số luôn mà ha. Thì mình cái này là của Yadier V002 nha các bạn. Thì cái đường kính của nó là 50 các bạn. Bạn nhìn thấy không ta? Đó, 50 đó các bạn. 50 như vậy là nó không có nằm chung với thằng Honda hay là Yamaha hay là Suzuki đâu ha. Nó không nằm chung với nào trên. Cái kích thước này khá là đặc biệt. Thành ra các bạn đừng có mua ngoài chợ, nó không có bán đâu. Hoặc là nếu các bạn tới hãng Yadier thì các bạn hỏi thử, thì hiện tại về Yadier mình hỏi như nó không có hàng các bạn. Cái chén cổ này không có hàng. Mà Honda, Yamaha thì Suzuki nó cũng không giống. Thì bắt buộc mình phải xử lý được các bạn ha. Yeah. Thì cái này 50 các bạn biết rồi ha. Ok, này 50. Thì cái này là của Yamaha nè các bạn. Yamaha nó 48 rồi ha. Các bạn nhìn thấy không? Nó 48 ly nè các bạn. 48 ly nó nhỏ hơn 2 ly. Rồi, thì cái này là của Honda, chén cổ dưới của Honda nè các bạn. Của Honda nó là 54 nha các bạn. 54 ly. Rồi như là cái thông số thì mình các bạn đã rõ rồi, ha. Thì chén cổ dưới của thằng Honda, Yamaha và Suzuki nó không giống với thằng Yadier này. Rồi, Yadier này nó nằm thọt lõm rồi. Thọt lõm ở giữa luôn. Đó. Rồi thì bây giờ mình xử lý. Thì xử lý như thế nào các bạn? Thì chén cổ dưới này nè, thì thông thường nó bị gỗ, các bạn nhìn thấy không ta? Nó bị gỗ. Thí dụ đây nè, đây có 14 viên bi nè các bạn. 14 viên ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 14 viên. 14 viên như vậy nè các bạn, thì trên cái chén này nó có 14 cái lỗ nè, các bạn nhìn thấy không ta? Để mình gỡ nắng cho các bạn xem ha. Thì trên cái chén này các bạn nó cũng có 14 cái rổ nè các bạn. Đó, một này các bạn nhìn thấy không ha? Đó nó gỗ đâu chút xíu á. Nhìn kỹ lắm mới thấy rồi ha. Một chút xíu này là nó rất là nặng ta lái nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nó 14 cái rổ này các bạn nhìn thấy không ha? Đó, những cái vị trí này là rổ nè các bạn. Thì mình chạy thẳng hoài, các bạn chạy thẳng ta lái chạy thẳng hoài đều ok, nhưng mà các bạn bẻ lái qua lại là nó cứ gịch vô cái nó gịch là cái viên bi nằm ngay cái vị trí ngay đường thẳng á các bạn. Ngay cái ta lái mình thẳng là nó vô cái gỗ này nè. Thành ra bẻ lái cực kỳ khó luôn ha, rất là nguy hiểm. Mình nam mình bẻ lái còn khó, nó nữ là chắc hơi bị vất vả đó. Đó thì nói chung là bây giờ nó có hai cách xử lý nha các bạn. Một là các bạn đi tiện vớt cái này. Ok, vớt cho nó láng lại các bạn ha. Vớt cái này về cái chén cổ theo nó nè các bạn. Nào, chén cổ thì nó cũng bị luôn các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó bị gỗ nè các bạn thấy không?
đó, nó bị gỗ nè, nó cũng 14 vị trí luôn mà, y chang cái viên bi bao nhiêu viên là nó mới gỗ bao nhiêu viên các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy ha, đó, đó. Nó lọt nên chắc chừng chưa tới 1 giây các bạn, chưa tới 1 giây. Nhưng mà chạy rất là nặng nha các bạn, nặng cực kỳ luôn. Thì bây giờ mình sẽ đem đi vớt bỏ, vớt một lớp nhẹ thôi ha, vớt cho nó mất bỏ cái này đi. Rồi, ok, mình sẽ vớt bỏ mất cái này đi. Vớt bỏ mất cái rổ này các bạn. Cho nó bằng đều cho ha. Rồi, đó là cái nhất các bạn. Rồi cái thứ hai là các bạn bỏ cái ghế này. Đây cái bi này các bạn. Bi này có ghế này. Cái ghế nhựa này các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên bỏ đi. Mình lắp bi, mình lắp bi vô cái chén này các bạn. Thì mình dùng mỡ bò. Mình dùng mỡ bò mình chét vô. Để bây giờ mình làm mẫu cho các bạn xem ha. Rồi, mình sẽ chét mỡ bò này vô đây các bạn. Lúc xíu mình gắp vô mình, tại vì bao sao lúc mà gắp vô nó lật ngược lại các bạn khó nhìn đó. Thì mình làm mẫu cho các bạn ha. Thì nói chung các bạn nhìn qua các bạn biết liền, nó cũng đơn giản không có gì. Thì mình khuyên các bạn bỏ cái ghế này đi, tại cái ghế này nó làm giảm số bi các bạn. Bi này hiện giờ nó đang có 14 viên nữa các bạn. Thì các bạn bỏ ghế ra thì nó sẽ được khoảng chừng 18 tới 19 viên các bạn ha. Tùy các bạn muốn lắp 18 19 gì được hết á. Thì mình lắp 18 19 viên vậy á. Thì lúc mà mình lắp vô á, quăng chạy á, cái thời gian nó sẽ lâu hơn, nó lâu bị gỗ chén nè các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Có 14 viên này nó chịu cái tải cái xe này tới 130 mấy ký lần. Thì nó không chịu nổi đâu các bạn ha. Mình sẽ tăng số bi lên. Thì tăng số bi lên rồi các bạn bỏ ghế đi. Thì các bạn dùng cái bò này các bạn. Thì lúc mà các bạn gắp vô, các bạn bỏ bò, các bạn chét vô. Các bạn chét vô cho nó đầy luôn ha. Đó, các bạn dùng cái bò, các bạn chét vô. Đó. Thì mình khi mình bỏ bi ra thì mình phải có bò các bạn. Tại vì cái ghế bi các bạn, cái ghế bi chú ý là dễ cho người ta. Khi mình gắp sửa chữa thì nó khá là đơn giản, nó rất là dễ. Thì những cái cách làm này hơi khó, nhưng mà cái được cái là mình lắp bò này nè, cái số bi sẽ tăng lên và cái thời gian mình chạy sẽ lâu hơn các bạn ha. Rồi, thì bây giờ cái bi này gắp nhìn nè các bạn. Mình thoa bò lên rồi nè các bạn. Rồi thì mình sắp bi vô. Đó. Thì cách làm này nó cũng đơn giản các bạn ha, nó cũng có gì thì thường thợ ta hay làm những cái này, kiểu này các bạn. Tại vì khi các bạn sắp bi vô như nè thì cái lượng bi nó sẽ nhiều hơn các bạn ha. Thì giờ mình sẽ lắp vô đậy luôn. Để mình cho con biết thì nó là bao nhiêu từ trong bi. Khi mà cái bi này có ghế là nãy mình nói cho các bạn là 14 viên các bạn ha. Nhưng mà mình bỏ cái ghế này đi các bạn. Thì sau khi mình bỏ cái rồi thì cái số bi nó là nếp này cho các bạn xem ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nó được 18 viên bi nha các bạn ha. Thì lúc này 18 viên bi này nó sẽ chịu đựng được cái trọng lượng xe, nó sẽ đỡ hơn không ha. Cái thời gian nó sẽ lâu hơn chút xíu. Chứ thì nếu mà để cái ghế vô nó có 14 viên này thì nó khá là yếu mà ha. Nó không đủ lực. Nó không đủ cái tải các bạn. Cái tải nó quá lớn, nó không chịu nổi ha. Thì giờ mình sắp được cái số bi nhiều lên thì cái tải nó sẽ tăng lên. Thì nói chung video hôm nay mình chia sẻ rằng cái thứ nhất là cái chén cổ. Cái chén cổ nó sử dụng loại chén nào thì bây giờ nãy mình cho con biết nữa. Thì nó không xài chung với Honda, không xài chung với Yamaha các bạn ha. Suzuki cũng không phải luôn. Thì bắt buộc phải vớt, mình đi vớt chén lại các bạn. Vớt chén lại, vớt cho nó mất đi mấy cái gỗ nãy mình nói, mình cho các bạn xem đó. Rồi xong mình sẽ bỏ cái ghế. Cái ghế zin đó nè các bạn, bỏ đi. Thì khi mình bỏ ghế rồi mình dùng cái bò mình thoa lên rồi mình sắp bi này. Thì nó sẽ tăng lên được 4 viên bi nữa các bạn ha. Thì cái tải trọng lúc này nó sẽ tăng lên nữa. Rồi, vậy là nói chung là cái chén gỗ mình đã xong, mình sẽ chạy thì rất là ok các bạn ha. Rồi thì video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.